Em xin chào các bác nhé. Đầu năm 2024, em chúc các bác một năm mạnh khỏe, thành công, gặp nhiều may mắn. Chúc cho ngành xử lý chất thải đuôi chuồn quế chúng ta tìm được ra những cái đường lối để nuôi được con chuồn quế, cái cách nuôi làm sao cho nó hiệu quả, nhàn người mà xử lý được hầu hết các loại nguồn phân. Như ở Tây Nguyên chúng em là có những cái trại heo rất là lớn mà em cũng ấp ủ bao nhiêu năm để nuôi cho chuồn quế, tìm hiểu những cách nuôi làm sao để xử lý được cái nguồn phân heo. Thì hôm nay em đã làm thành công rồi về cái nguồn phân heo cho chuồn quế ăn, đạt được năng suất rất là cao như chỗ em đang bới cho các bác đây. Chỗ này em mới thả giống được từ khoảng cỡ 1 tháng. Đó, chuồn đã ăn từ trên xuống dưới rồi, lượng chuồn sinh sôi và phát triển. Đó, giống chuồn rất là thích nghi với cả cái phân heo này. Đó, chúng em phải nghiên cứu tìm tòi về cách nuôi, chọn ra những cái giống chuồn nào đó nó sống được cái môi trường trong cái nguồn phân heo nữa. Và cách nuôi đến cuối 2023 chúng em đã bắt đầu ấp ủ để làm những cái mô hình nuôi con chuồn quế bằng cái phân heo nhé. Thì 2024 này em sẽ chia sẻ cho các bác trọn vẹn lại một cái video nuôi chủ yếu là nuôi bằng phân heo thôi, đó là trọn vẹn cho anh em và bà con cùng tham khảo nhé. Việc đầu tiên anh em muốn nuôi bằng phân heo thì anh em sẽ phân ra làm hai loại. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác là phân heo xề đã qua xử lý nha các bác nhé. Đây là cái nguồn phân heo xề đóng bao đã qua xử lý. Qua xử lý đây, chúng em tra xử lý nó đã lên mốc hết rồi. Đó, các bác nhìn trông như là mốc tương ấy. Chúng em cứ ví nói chung là đã lên men rồi đấy. Đó, đã lên men, đã xử lý cho nó ổn thỏa rồi để nuôi con chuồn quế. Đó. Còn nếu chúng ta mà không xử lý như này, không đốt cháy giai đoạn như này thì chúng ta phải cần một lượng hữu cơ rất là nhiều thì mới nuôi được cái môi trường phân heo nhé. Còn nếu như không có hữu cơ và không xử lý thì con chuồn quế cũng phát triển nhưng nó phát triển không được ok lắm. Đó, đó là em chia sẻ cho các bác đó. Thế nên là em hôm nay em chia sẻ cho các bác đầu tiên đó là cái video đầu tiên đó là cho phân heo xề đóng bao này sử đã qua xử lý. Đó. Việc đầu tiên thì các bác đổ hố, như cái chỗ này là cái chỗ mô hình của em. Đó, mô hình vệ tinh của em nhá. Mô hình chỗ này là nó là nằm vào khoảng 500-600 m². Đó, nuôi 100% bằng phân heo nhá. Đổ dày là luống nuôi là 3 đến 40 phân. Độ dày luống nuôi 3 đến 40 phân. Đó, hôm nay chúng em nên kiểm tra. Kiểm tra các bác nhìn đi. Bới từ trên xuống dưới, nói chung là mình chăn nuôi phải chấp nhận. Đó. Bới từ trên xuống dưới bẩn thỉu để kiểm tra, đó. Sờ lắn bóp, đó. Xem nó thế nào. Cái chỗ này em mới thả giống được khoảng cỡ hơn chục ngày mà bên kỹ thuật em bới xuống tận đáy, bới lên là chuồn con đã bắt đầu thích nghi, đã bâm xuống tận dưới rồi. Thì hứa hẹn một hố chuồn chỉ trong vòng khoảng cỡ 45 đến 50 ngày là chuồn sẽ phát triển dày đặc. Đó. Còn nuôi như thế nào thì bây giờ em sẽ chia sẻ cho các bác. Các bác cứ tà xem em chia sẻ cho các bác. Việc đầu tiên là các bác cho phân heo đúng không? Nếu đã qua xử lý như em đã quay lúc đầu tiên đấy, xử lý khoảng 10 đến 15 ngày như vậy rồi thì các bác đổ trực tiếp vào luống, bổ sung hơi ẩm, làm sao cho nó ẩm đều lên. Mình bới ra cảm thấy ẩm rồi thì bắt đầu mình tiến hành thả giống. Một là chúng ta có thể là thả kén trứng, hai là chúng ta có thể là thả giống, đều được hết. Đều được hết nhá. Còn cái vấn đề thứ hai, nếu như mình không xử lý, nếu không xử lý thì các bác bắt buộc phải trộn hữu cơ. Đó, trộn hữu cơ vào để cho nó phá vỡ cái cấu trúc của cục phân ra. Hữu cơ thì nó bao gồm, em cũng đã chia sẻ rất nhiều rồi. Đó, bùn cưa chúng em đã thí nghiệm rồi, hãn nuôi tốt. Đặc biệt đó là những cái loại bã lấm rồi bã mía này. Bã lấm như là bã lấm rơm này, rồi cái loại bã lấm cái bã lấm mà người ta lấm mèo đấy, ta làm cũng là bùn cưa đấy, những cái bã đó trộn lẫn vào mấy phân heo là chúng ta cũng có thể nuôi được chuồn quế, là không cần xử lý chúng ta cũng có thể nuôi được. Việc thứ hai là các bác kiếm cho em những cái rơm hoặc là những cái lưới. Lưới thì các bác mua cho em cái lưới rẻ rẻ tiền ấy, cái lưới dày ấy. Độ dày của nó là khoảng cỡ che nắng được 70-80% á, chứ đừng có mua cái lưới thái. Mua lưới thái thì nó mỏng nên cái độ che tối của nó vẫn chưa được yêu cầu. Đó. Cái thứ ba là các bác xây cho em khoảng cỡ, nếu xây làm những cái mô hình này thì khoảng 3 đến 4 viên gạch. Đó, 3 đến 4 gạch cho ăn một lần. Đó. Đổ dày, như chúng em đây là đổ dày lên 3 đến 40 phân.
Đó là những cái cần để nuôi được con trùng quế. Thì bao giờ các bác mà kiểm tra độ ẩm trong phân nó đã đạt rồi thì các bác tiến hành đổ con giống vào. Đổ con giống vào để làm sao? Tại sao mà em không chia sẻ cho các bác là cho ăn rải rác như ngày xưa mà em chia sẻ cho các bác là cho ăn một lần? Thì em cũng đã nêu lên rất là nhiều video, nêu lên tại sao mà nuôi vào các cái phân có hàm lượng độc thì chúng ta nên cho ăn một lần như thế. Bởi vì hôm nay thì em chia sẻ lại cho các bác. Thứ nhất là cái nguồn phân này các bác đổ lên trên, kể cả phân bò, phân trâu, phân gà, phân lợn, các bác cho ăn như này cũng rất là hiệu quả. Nó có ba cái ưu mà cách nuôi này chúng em tìm tòi ra, nó phát triển rất mạnh. Cái ưu điểm điểm đầu tiên, cái nhân công của mình rất là nhàn. Đó, nhàn bởi vì sao? Chúng ta chỉ vào phân một lần và cho ăn một lần thôi, chứ chúng ta không có cho ăn thêm bất cứ một lần nào nữa. Đó là cái ưu điểm đầu tiên. Cái ưu điểm thứ hai là cái ưu điểm ấy, là cái nhàn công rồi. Ưu điểm thứ hai là con trùn nó ở cái môi trường là tối tĩnh ẩm. Đó, chúng ta đổ giống lên trên, cho phân xuống dưới, tưới đủ độ ẩm, tưới nước cho nó, là con trùn nó cứ ở trong cái môi trường, nó không bị chúng ta quấy rầy về cái nguồn thức ăn lạ, không bị xáo trộn về cái cách nuôi của chúng ta, dẫn đến là con trùn nó tĩnh ổn ẩm để phát triển. Đó là một môi trường lý tưởng cho trùng quế phát triển. Đó, một cái nữa là cũng không kém gì phần quan trọng các bác, đó là lúc khai thác. Lúc khai thác cái phân của mình ấy, nó ở cái dạng nho nhỏ, dạng khô nha, rất là thích nghi cho chúng mình làm cái mô hình lớn. Chúng ta nuôi cái mô hình lớn chẳng hạn như cho vào máy, vào sàng, chúng ta sàng đó, nó rất là tốt ở trong cái môi trường nuôi cách cho ăn một lần này. Ừ. Tại sao mà những cái ưu điểm như thế đó mà nuôi được nhiều các cái loại nguồn thức ăn như vậy đó, thì chúng ta không làm mà chúng ta làm theo kiểu kia thì cổ điển như ngày xưa đó. Nên là hôm nay là đầu xuân năm mới, em cũng chia sẻ một cái video ngắn gọn, chia sẻ các bác một những cái mô hình, những mô hình vệ tinh của em đã nuôi bằng phân heo. Em đã đúc kết rất là nhiều, em cho làm cho anh em ta cùng làm đó. Chẳng hạn như ở Đắk Lắk em hiện tại giờ là có hai mô hình. Một mô hình là khoảng cỡ độ tầm mô hình nhỏ, nó khoảng cỡ độ tầm 500 mét vuông, 600 mét vuông. Còn một mô hình lớn đang làm, đang thực thi, nó nằm vào khoảng 1.000 đến 1.200 mét vuông để xử lý toàn bộ chất thải trong phân heo. Đó, anh em bà con nào mà có cái nguồn phân heo mà cần nuôi con trùng quế, hoặc là muốn xử lý ra thành nuôi trùng quế để xử lý thành phân vi sinh, hoặc là nuôi trùng quế để xử lý những cái ô nhiễm về môi trường, thì anh em Zalo cho em qua số điện thoại, tí em sẽ ghim trên màn hình đó, rồi hoặc là đến tham quan. Còn cuối video em cũng xin chào và hẹn các bác video sau. Đó, nuôi và cách em chia sẻ đơn giản nó như vậy, bởi em cũng đã chia sẻ quá nhiều về cách nuôi trùng quế rồi. Ở sau cùng thì anh em tiến hành đậy nắp lại, bổ sung độ ẩm. Như chỗ này em cho bác làm theo kiểu hệ thống phun sương tự động nên là rất là nhàn. Chúng ta chỉ cần bổ sung một thời gian rất là ngắn, chỉ khoảng cỡ độ tầm 10 đến 15 ngày, chúng ta để nguyên như này để cho con trùng nó phát triển. Nên là cách nuôi trùng quế cho một lần là một cách nuôi tối ưu nhất và mang lại hiệu quả cao nhất các bác nhé.